Bước 1, dàn trang lên market cho cuốn sách. Đầu tiên mình chọn tất cả, sau đó mình xóa cái format cũ đi. Sau đó thì mình sẽ làm tiêu đề cho các cuốn sách, tức là mình sẽ chọn header 1, header 2, header 3 và các tiêu đề cho các cái phần tiêu đề để sau mình làm buộc nó dễ hơn. Làm tương tự với các cái phần khác và chỉnh sửa một chút để cho cái văn bản của mình nó đẹp hơn. Tiếp theo là chọn phông chữ area cỡ chữ 15 và cách dòng 1.5 cho nó đẹp. Rồi bước 4 thì kéo lên trên cùng và chọn chèn vào mục lục và chọn văn bản thuần túy. Như vậy là chúng ta đã xong phần mục lục và chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút về các cái tiêu đề cũng như là các cái đoạn cách dòng. Như vậy là chúng ta sẽ có một cuốn sách hoàn chỉnh với những cái format, cái phân đoạn này người ta gọi là dàn trang đấy anh chị em. Đó, chúng ta sẽ dàn trang sao cho nó cân đối cách dòng rồi thò thụt vào nó đẹp. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Đến bước 5 chúng ta thêm số trang và tác giả. Chúng ta vào chèn, xong rồi chọn số trang. Chúng ta chọn số trang bên dưới. Đó, chúng ta gõ thêm tên tác giả ở bên dưới. Đó, xong rồi chúng ta nhấn cách ra, ấn tab ra để cho nó